Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Và hôm nay Nhật Em đã có mặt tại Trảng Bơm Đồng Nai và chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm công trình của nhà anh Lê Văn Thành, một khách hàng của Mắt Hôn. Đây là công trình lần đầu tiên Nhật An đến thăm, cho nên là Nhật An cũng đang rất là tò mò, không biết là công trình nhà anh Thành hiện tại đang thi công đến giai đoạn nào rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhanh chân tiến gần hơn đến công trình nhé. Và trước khi mà chúng ta đến thăm công trình thì có lẽ là chúng ta phải nhìn qua tổng quan về công trình của nhà của anh Thành trước ha. Thì ở đây quý vị có thể thấy là biển bạc của công trình nè. Thì chủ đầu tư là Lê Văn Thành, hạng mục là nhà 2 tầng hiện đại. Thật sự là đây là nhà 2 tầng 1 tum này ha, có 1 tum ở bên trên nữa. Địa chỉ là Trảng Bơm Đồng Nai. Và quý vị nhìn qua đây thì chúng ta sẽ thấy được đó chính là về thiết kế của công trình thì đây là một mẫu nhà 2 tầng 1 tum mái bằng. Rất là được chuộng luôn quý vị, bởi vì cái kiểu dáng của nó rất là tinh giản nè, kèm theo đó là ốp lát khá là nhiều vật liệu khác nhau. Ở bên dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp gạch trang trí. Ở phía bên trên sẽ có gỗ nhựa nè. Một số khu vực thì chúng tôi sẽ ốp đá chẻ. Về tường sơn thì chúng tôi sẽ sơn có tông màu trắng, tông màu ghi vân vân. Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình thôi ha. Còn bây giờ có lẽ chúng ta phải gọi là tận mắt chúng ta đến để xem là công trình hiện tại đang thi công đến giai đoạn nào rồi. Và hiện tại Nhật An đã có mặt tại ngay phía trước của công trình của nhà anh Thành. Và như quý vị có thể thấy là hiện tại thì chúng tôi đang thi công, chúng tôi đang đổ sàn ở trên cái tầng sân thượng đó quý vị. Và cái tầng đó thì sau này chắc chắn là chúng tôi sẽ làm một cái khoảng sân cũng khá là rộng rãi để mà gia chủ chúng ta có thể sinh hoạt ở trên. Công trình này anh đánh giá là đang làm tầm khoảng đâu đó là được tầm 50% rồi ha. Tức là những cái phần thô thì chúng tôi cũng đang trong quá trình chúng ta thi công. Hiện tại thì dàn giáo sắt rất là nhiều luôn. Cho nên là bởi vì anh nói rồi, công trình đang thi công tầm 50% rồi mà, chúng ta phải dựng được cái gọi là cái phần thô cho chắc chắn thì sau đó chúng ta mới dựng dần vào cái phần hoàn thiện ha. Và một phần nữa, đây là công trình mái bằng cho nên cũng có một cái ưu thế là gì, chúng ta không cần phải tốn thêm thời gian để chúng ta làm phần mái ở bên trên. Sau này thì chúng ta đổ xong cái sàn ở trên rồi chúng ta làm thêm cái tầng tum nho nhỏ là xong rồi, chúng ta có thể bắt tay vào hoàn thiện rồi. Và quý vị lưu ý giúp An đó chính là về nhà mái bằng thì tuy là không có tốn công, tốn tiền để mà chúng ta làm phần mái, nhưng quý vị cũng phải lưu ý là cái sàn của cái sân thượng chúng ta phải đổ để mà là chống dù nước mưa và chống nóng. Bởi vì nếu mà chúng ta không chống nóng và dù nước mưa tốt thì nước mưa nó thấm vào bên trong thì đó là cơn ác mộng của tất cả gia chủ luôn. Còn về công trình của nhà anh Thành ở đây thì Nhật An cũng xin thông tin quý vị một số gọi là kích thước cơ bản của công trình ha. Công trình sẽ có chiều dài 16,5m, chiều rộng là 6,8m. Tổng tích sử dụng của cả hai tầng một tum mang tính được tầm khoảng 220m2. Về chiều cao có số 0 đỉnh của tầng tum chưa xây, nhưng mà sau này nếu mà xây xong á thì lên tới đỉnh là sẽ là 10,7m. Sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 lên đến sàn tầng tum là 3,6m. Và với công trình này thì hiện tại ở phía trước thì quý vị thấy nó còn khá là ngổn ngang, rồi ở hai bên cũng vậy. Nhưng mà sau này anh tin chắc luôn là khi mà công trình xong thì ở đây chúng tôi sẽ ốp lát gạch này quý vị, để tạo nên cái sự chắc chắn cũng như là cái vẻ đẹp ha. Rồi hai bên thì chúng tôi cũng sẽ làm những cái hàng rào bao, chưa kể là phần cổng nữa, để tạo nên một cái vẻ đẹp hoàn chỉnh hơn cho công trình. Thì đó là tổng quan bên ngoài thôi, bây giờ hãy cùng anh tiến bên trong để xem cách phân chia không gian của ngôi nhà. Và tiến vào bên trong của công trình của nhà anh Thành thì khu vực anh đứng sẽ là không gian phòng khách với diện tích là 31m2. Và như quý vị thấy là hiện tại bao quanh Nhật An là toàn là những dàn giáo sắt thôi, bởi vì chúng tôi vẫn đang nâng đỡ công trình ha. Công trình lúc này thì nó chưa tự có thể là cứng cáp để mà có thể nâng đỡ được, cho nên là sau một thời gian nữa thì chúng tôi mới có thể gỡ được cái dàn giáo sắt này ra để mà chúng ta sẽ triển khai đến những công đoạn tiếp theo. Và hiện tại thì với không gian phòng khách 31m2 này thì em thấy là cũng khá là thoáng. Nhờ vào đâu? Nhờ vào bộ ô cửa sổ phía bên kia, cửa sổ phía bên này và đặc biệt là cửa chính ngay phía sau của Nhật An đây. Thì sau này về vị trí cửa chính, quý vị sẽ có 3 sự lựa chọn. Một là chúng ta sẽ sử dụng là cửa nhôm hệ kính. Hai là quý vị có thể làm là cửa gỗ, mà đa phần thì những căn nhà của Mắt Hôn ở trong miền Nam chúng ta có thể làm là gỗ căm xe hoặc là gỗ gõ đỏ. Hoặc là lựa chọn thứ ba là quý vị có thể làm là cửa thép phân gỗ ha. Thì ba lựa chọn đó thì cái nào cũng tốt, nhưng mà riêng với Nhật An thì An gọi là khá là khuyến nghị quý vị chúng ta có thể lựa chọn là cửa nhôm hệ kính, bởi vì cửa nhôm hệ kính sẽ là cái dòng cửa hợp với cái tinh thần hiện đại của công trình này nhất. Nếu quý vị đã xem công trình hiện đại rồi thì cửa chúng ta vẫn nên đầu tư là những cái cửa hiện đại nhé. Và đương nhiên là cửa sổ thì cũng nên là cửa nhôm hệ kính luôn.
Phần trần thì tại chưa có ốp lát, như sau này chúng ta cũng sẽ làm là trần thạch cao, khung xương chìm, bả matit, lăng sơn hai nước màu trắng ở bên trên, và chắc chắn cũng sẽ làm những cái khoảng lõm vào bên trong. Tuy nhiên có một cái điều mà An hay thấy ở nhiều căn nhà hiện đại đó quý vị, tức là đôi khi nhà hiện đại mà cái trần chúng ta trang trí nó hơi tân cổ quá, nó hơi có nhiều những chi tiết trang trí quá thì nó lại không có phù hợp lắm với tinh thần hiện đại công trình. Cho nên là nếu mà chúng ta đã làm hiện đại thì cái trần cũng nên tinh giản thôi. Nếu quý vị có những chi tiết trang trí thì cũng là những cái đường nét sắc sảo, cứng cắc, đừng có làm những cái gọi là giác vàng hay nào đó thì nó không hợp với tinh thần hiện đại ha. Còn bên dưới này thì sau này chúng ta cũng sẽ ốp lát gạch, và tiêu chí ốp lát gạch cho những không gian lớn như thế này thì thông thường là cái khổ gạch tầm là 80x80cm, và cái viên gạch thì thường chúng ta lựa chọn là có thể là granite, và tông màu sẽ là những cái tông màu ví dụ là trắng nè, tông màu vàng sáng nè, tông màu ghi nhạt nè, những cái màu nó sáng giúp cho công trình nhìn sẽ sáng sủa hơn. Còn tiến ra phía sau đi thì chúng ta sẽ đến với khu vực đó, chính là ở đây sau này chúng ta sẽ bố trí là khu vực phòng ăn ở vị trí này và phòng bếp vị trí kia, và với tổng diện tích là 27m². Ở căn phòng ăn bếp ăn này thì chúng tôi sẽ lấy sáng trực tiếp là nhờ vào cái ô cửa mở ra mặt bên ở ngay đây. Ô cửa cũng rất là to luôn ha. Tuy nhiên có một cái lưu ý về mặt phong thủy đó quý vị, tức là chúng ta vẫn nên chính là chính phụ ra phụ, tức là sao? Tức là cửa chính nên luôn luôn là cái cửa lớn nhất của công trình. Cái về để ý thì cửa chính lúc nào trong thiết kế nó lớn, có thể là 4 cánh, thì những cái cửa phụ thế này thường cái thứ nó bé hơn, và đặc biệt là cửa hậu nếu mà có thì nó còn phải nhỏ hơn nữa, chứ đừng có làm ngược lại ha. Không phải là cửa chính mà nhỏ rồi cửa phụ lại lớn hơn thì chính phụ nó hơi nhập nhằng thì nó là không đúng. Cho nên đây là liên quan đến phong thủy cũng như liên quan đến tính thẩm mỹ của công trình luôn, cho nên thì quý vị có thể lưu ý giúp An. Và kích thước của cửa thì quý vị có thể tham khảo qua thước lỗ ban, chúng ta truy cập website của MacHome là machhome.vn hoặc là thiết kế thi công trọn gói .com để mà chúng ta sẽ nhập những cái thông số của cửa vào để xem nó có phù hợp với thước lỗ ban không nhé. Và sau này thì cái khu vực phía bên này chúng ta sẽ bố trí là không gian bếp nè quý vị. Hiện tại thì quá nhiều dàn giáo không tiến gần lại được, nhưng mà sau này ở đây vị trí bếp anh thấy cũng hợp lý luôn. Chúng ta nên đặt bếp, nếu được thì nên đặt hơi xa, hơi sâu, sâu chút xíu. Ví dụ trong quá trình chúng ta nấu nướng đôi khi nó có những cái mùi khó chịu thì nó không bay ra quá xa phía trước khu vực tiếp khách của chúng ta. Và đương nhiên nói vậy thôi, nhưng mà thật sự bây giờ với những căn bếp hiện đại của MacHome thì chúng tôi sẽ luôn đặt những cái máy hút mùi là một, thứ hai là những cái thông gió để đảm bảo là sẽ không có quá nhiều những cái mùi khó chịu lan ra những không gian khác. Còn ngay khu vực An đứng ở đây, quý vị thấy có cái vách tường này ha, thì sau này chúng tôi sẽ thiết kế ở đây chính là phòng ngủ công trình với diện tích là 23m². Đây là phòng ngủ sẽ có một nhà vệ sinh khép kín ở bên trong, và đương nhiên phòng ngủ chúng tôi cũng sẽ có thiết kế ô cửa sổ để trao đổi không khí rồi. Với riêng phòng ngủ này thì đây là phòng ngủ duy nhất ở bên dưới tầng 1, cho nên nó có kích thước cũng khá là to quý vị, rất là thoải mái chúng ta sinh hoạt luôn ha. Và nếu những cái phòng ngủ to như thế này thì quý vị lưu ý là cái vị trí đặt giường không nên đặt quá gần cửa sổ, không nên đặt đối diện với cửa ra vào. Đó chính là những cái nguyên lý mà An cứ hay nhắc đi nhắc lại để quý vị lưu ý trong quá trình mà chúng ta sẽ đặt về nội thất. An nghĩ đây là cái việc rất quan trọng và cần thiết cho ngôi nhà của mình. Còn phía sau nữa thì sau này chúng tôi sẽ bố trí là một cái nhà vệ sinh chung, sẽ được đặt ở không gian ở phía sau, ở gần với không gian bếp ha, ở phía cuối công trình luôn. Và không gian nhà vệ sinh thì chúng tôi cũng sẽ tính toán ngay từ trước để chúng ta tính những cái đoạn, cái đường nước vào nè, cũng như những đường nước thoát. Những đường nước thoát thì bể phốt sẽ đặt ở đâu thế nào đó thì kiến trúc sư chúng tôi cũng sẽ tính toán ngay từ đầu rồi để xem là bể phốt đặt ở vị trí nào cho hợp lý. Còn ngay vị trí này thì chúng tôi sẽ là vị trí cầu thang nè quý vị, để mà dẫn lên bên trên, tầng trên của công trình. Và hiện tại thì bởi vì cầu thang đang trong thi công, An không có di chuyển lên được ha, cho nên An sẽ nói sơ về vị trí cầu thang này. Như quý vị có thể thấy là đầu tiên là cái vị trí của cầu thang, thì cái bước của cầu thang này nó không dẫn thẳng đến cửa chính thì nó sẽ không phạm vào cầu thang thoát tài theo phong thủy. Và sau này thì chúng tôi cũng sẽ làm những cái lan can để bảo vệ chúng ta di chuyển lên xuống. Với một căn nhà hiện đại thì An nghĩ là cái lựa chọn tốt nhất sẽ là kính cường lực. Lan can kính cường lực nó vẫn rất cứng cáp mà nó hợp với tinh thần hiện đại nữa. Không nên lựa chọn lan can gỗ cho nhà hiện đại nha, nó sẽ phá đi cái concept mà hiện đại của chúng ta. Rồi bậc thang thì chiều cao của bậc thì tầm khoảng là 15-18cm là hợp lý. Thông thường ở đây thì chúng tôi chọn là tầm 15cm thôi, là bước chân thoải mái nhất cho người Việt Nam của chúng ta. Còn số bậc thì tầm khoảng 25 bậc hoặc là 21 bậc sẽ
tương ứng với công thức 4N+1 theo phong thủy nhé. Và bởi vì không dẫn quý vị lên trên được cho nên em cũng nói sơ về công năng ở bên trên luôn ha. Ở bên trên thì chúng tôi sẽ bố trí là có một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Và cuối cùng nếu chúng ta xây dựng cao lên nửa tầng tâm thì cái không gian tầng tâm thì sau này ở phía bên ngoài chúng ta sẽ là không gian để mà chúng ta vui chơi giải trí. Vậy là hôm nay Nhật An cũng đã dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà của anh Thành ở Đồng Nai. Một công trình tuy là nó mới còn khá là sơ khai, tức là mới có hoàn thiện tầm khoảng 50% thôi. Nhưng mà An tin chắc rằng khoảng 2 tháng nữa đi, Nhật An sẽ trở lại thì công trình lúc đó đã sơn vết rồi, chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của nó rõ hơn. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công đừng ngại liên hệ ngay Mắc Hô với số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe chúng thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng ta nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.